Đơn ca tài tử Nam Bộ ở Long An có nhiều điểm tương đồng với toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long, gắn liền với quá trình khẩn quan đất Nam Bộ từ Cù Lao Phố Đồng Nai, Biên Hòa đến Tây Ninh, Vĩnh Long, Bạc Liêu vào đất mũi Cà Mau, điểm cuối của hành trình dựng nước. Tỉnh Long An là vùng đất nằm giữa miền Đông và miền Tây Nam Bộ, đã đón nhận và phát triển thành quả cũng như cung cấp tài danh ca nhạc tài tử cho hai khu vực này để trở thành một trong những cái nôi của nền âm nhạc tài tử Nam Bộ. Là tiền thân của nghệ thuật cải lương, loại hình nghệ thuật này được hình thành trên nền tảng lễ nghĩa đạo đức đông phương, đã định hình và bám trụ trong làng quê Nam Bộ, trở thành một dòng âm nhạc vừa mang tính nhân gian vừa mang tính bác học, với nhiều bài bản phong phú từ phong cách thể hiện chất liệu âm nhạc đến phong thái rất tài tử của nhạc tài tử Nam Bộ. Đơn ca tài tử Nam Bộ đã trở thành máu thịt của đời sống tinh thần, đời sống văn hóa nghệ thuật phương Nam nói chung và người dân Long An nói riêng, đã được nhiều thế hệ giữ gìn, tôn tạo và được lưu truyền cho đến ngày hôm nay. Tôi lớn lên thì tôi được biết là quê hương có nhiều nghệ nhân nữa, chứ không phải chỉ có ông Hai Biểu, trong đó có ông Hai Hưng, Đần Kiềm. À, rồi chú tôi là chú Tư Bàn, Đần Tranh, Đần Cò, Đần Kiềm. À, rồi ông nội tôi ra thì là ông Tư Chí. Còn là ở lối xóm này có ông Năm Bá. Ông Năm Bá thường gọi là ông Năm Ca Tuần đó. Thì mấy ông đó đó hay tổ chức đần ca tài tử đó, thì là có mấy cái ông Lễ Tài, ông Cả Mười, rồi mấy cái ông mà hồi xưa có ruộng cho ông nội tôi mướn á. À, đam mê đánh chơi ông nội tôi, có lúc thì đánh cờ, có lúc thì đàn hòa tấu trong những cái dịp mà đám giỗ, thì mấy ông đó hay đến chơi rồi đánh cờ đã rồi là hòa nhạc tài tử, chứ lúc bây giờ cũng ít có ai ca đó. Thì sau này có chú Bác Ba Ngẫu, chú Năm Duy, mấy người đó bây giờ qua đời hết rồi, nhưng mà mấy người đó thì họ đi cái gánh hát bội của ông Bầu Thơ, nhưng mà khi mà giảng hát rồi đó thì là họ đến đám tiệc thì họ ca những cái bài ca tài tử, chẳng hạn ba nam sáu bắc bảy bài bốn quán này kia đó, thì hồi xưa người ta thuộc nằm lòng. Bởi vì sao là hãy dỗ chạp này kia là người ta chơi đàn ca tài tử bất kỳ những cuộc liên quan vui vẻ thì người ta đàn ca tài tử. Thì sau này phát triển là nhiều người ca, mà ở dưới quê vậy chứ người ta ca nhịp nhàng là rất là chắc, bởi vì người ta học ở trong những cái lò tài tử. Gốc xa xưa của nhạc tài tử Nam Bộ là nhạc cung đình Huế. Ở thời nhà Nguyễn đã dàn dựng loại nhạc này kết hợp với các điệu múa như lục cúng qua đăng, các điệu quà tấu tiểu nhạc, long ngâm tiểu khúc, chủ yếu để phục vụ các buổi yến tiệc, lễ giàn thọ, thánh thọ, tiên ngọ, khánh lễ ở triều đại nhà Nguyễn. Theo lịch sử lưu truyền, đức nghệ nhân Nguyễn Quang Đại là một nhạc quan của triều đình nhà Nguyễn. Vào cuối thế kỷ 19, ông vào Nam thu nhận học trò và truyền dạy nhạc đờn ca tài tử Nam Bộ. Và từ đó, phong trào đờn ca tài tử trở thành một trong những phong trào rộng khắp ở các tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ. Ở Sài Gòn, tại vùng Đa Cao, ông đào tạo được rất nhiều nhạc sĩ tài ba. Cùng với họ, ông đã cải biên các bài bản của nhạc cung đình Huế bằng cách giản dị quá lối ấn nhịp để tạo một nhạc điệu hòa hợp với dân của miền đất Nam Bộ. Chỉ có hai loại nhịp nội và nhịp ngoại. Ông hệ thống lại toàn bộ hơi điệu tài tử thành bốn điệu Bắc Nam Hạ Quán, gồm 20 bản tổ. Và ông còn sáng tác thêm 8 bài ngữ để cung nghinh vua Thành Thái vào Nam. Sau đó, ông về dùng cần đuốc cần chuột tiếp tục đào tạo nhiều học trò nổi tiếng như Sáu Thái, Bảy Nhỏ, Tám Hạnh, Cao Quỳnh Cư, vân vân. Và mở rộng đào tạo ra các tỉnh Mỹ Tho, Bến Tre, Bà Rịa, Bình Dương. Sau đó, ông trở lại vùng Đa Cao và âm thầm mất trong cảnh nghèo khó. Để tưởng nhớ đến công lao to lớn của ông, hàng năm cứ đến rằm tháng Giêng, tỉnh Long An đã thường xuyên tổ chức ngày giỗ của ông
và kết hợp với liên quan các ban trần ca tài tử của các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Cần Thơ, Bến Tre tham dự tại đình Vạn Phước thuộc huyện Cần Đước. Có thể nói đây là một hoạt động mang nhiều ý nghĩa thiết thực. Tức là sau Tết là tới dỗ của ông nghệ nhân Nguyễn Quang Đại. Thì nghe là hàng năm tôi tổ chức vào ngày đó 16, 17 tháng Giêng tôi tổ chức. Mà tổ chức đây thì nó là lần tới lần thứ 12 nè. Và nói là kết quả rất lớn. Các tác động của là giới trong nghề cũng rất là lớn. Bởi vì ngày đó thì nó là mình thì cái sức của mình thì nó cũng ít. Nhưng mà mỗi năm mình làm vậy mình mời chừng 7-8 tỉnh thôi chứ không nhiều. Nhưng mà có cái điều là các tỉnh nó cũng đề nghị nhiều quá. Mà nếu mà mở ra nó là trong khu vực thì nó là rõ ràng kinh phí nó không có khả năng. Thành ra tôi mỗi năm tổ chức nó là kể như 2 hoặc 3 đêm tài tử nó là liên quan, gọi là liên quan với nhau để về nó là gặp mặt ngày dỗ của ông để nó là nhớ công ơn của đức nghệ nhân Nguyễn Quang Đại mà truyền lại những cái bài tài tử, cái nó là bài tài tử mà chơi từ nào tới giờ nó là được trong giới yêu thích. Phải nói hàng năm là tổ chức là phải nói rằng nó là hàng 100-200 diễn viên của nó là 12-13 đội. Tính trong tỉnh ngoài tỉnh thì cỡ chừng 12-13 đội mỗi năm. Thì làm như vậy thì tổ chức ngày ông diễn ra thì nó là 2-3 ngày. Ngoài ra tài tử thì nó là các cái đơn vị nghệ thuật của tỉnh phục vụ, cũng như trung tâm văn hóa phải phục vụ với chương trình đó, rồi nó là đoàn cải lương cũng phải đến phục vụ, rồi nó là hát bội thành phố Hồ Chí Minh cũng đến phục vụ. Phải nói rằng cái ngày mất của nhạc sư Nguyễn Quang Đại thì phải nói rằng là trong giới rất là tôn trọng mà cũng rất kính nể, mà ai cũng muốn về để cúng nghệ nhân Nguyễn Quang Đại ở ngày đó tại đình Vạn Phước. Liên quan trần ca tài tử không chỉ đơn thuần là trình diễn ca hát, mà qua đó các ban trần ca tài tử có dịp giao lưu với nhau, rút kinh nghiệm lẫn nhau nhằm nâng cao hơn nữa về trình độ diễn xướng và phát huy tài năng về song tấu, độc tấu, hòa tấu. Để phát huy phổ biến sâu rộng hơn nữa các giá trị nghệ thuật độc đáo của mọi loại hình trần ca tài tử, nhất là trong xu thế đất nước ta đang chuyển mình phát triển, đổi mới, hội nhập mạnh mẽ với khu vực và thế giới hiện nay, thì việc tổ chức liên quan và việc làm có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phô diễn tài năng nghệ thuật cho khán giả hâm mộ, thưởng thức giữa các ban trần ca tài tử với nhau. Tuy nhiên, điều sâu sắc, lắng động hơn hết chính là việc tạo ra sức sống mới, nguồn cổ vũ, thu hút kỳ diệu của một loại hình nghệ thuật trần ca độc đáo, đặc thù của vùng đồng bằng Nam Bộ. Liên quan còn là môi trường để các ban trần ca góp phần bảo tồn, làm phong phú đa dạng nghệ thuật, nâng cao giá trị giao lưu âm nhạc truyền thống dân tộc. Điều đó thắp sáng niềm tin và khẳng định chắc chắn rằng nghệ thuật trần ca tài tử vẫn có sức sống trường tồn, đã và đang được kế thừa phát triển một cách có hiệu quả. Nền âm nhạc đờn ca tài tử buổi đầu xuất hiện với nhiều nghệ nhân chân chan đờn hay ca giỏi ngay trên phương tiện đờn ca của mình, như nghệ sĩ Cao Văn Lầu, người con của quê hương Thuận Mỹ thuộc huyện Châu Thành, tỉnh lỵ Tân An cũ, trên đường xuôi miền Tây mưu sinh đã sáng tác lên bài Già Cổ Hoài Lang với ngón đờn kìm độc đáo của người nghệ sĩ dân gian này, nhanh chóng lan truyền các bài bản ca nhạc tài tử từ miền Đông, miền Tây Nam Bộ, sau này phát triển thành bài giọng cổ 6 câu bản Già Cổ Hoài Lang, bản đờn ca sâu sắc về tình yêu, phù hợp với phong thái của người dân Nam Bộ.
về mặt học thuật, từ câu từ đến gieo dần nhã chữ của cả bài ca đã thể hiện một cách rất nghệ thuật của ca nhạc tài tử Nam Bộ, bên cạnh nhạc lễ, hát bội, nhạc tôn giáo, vân vân. Trong chân gian, ban đầu dàn nhạc tài tử Nam Bộ có 3 nhạc khí, 2 khải, 1 kéo là cò hoặc gáo, và sau đó 2 nhạc cụ nữa là guitar phím đỏm và đàn bầu hòa vào nhau tạo nên một bản nhạc thật trữ tình, thật phong thái. Nhạc tài tử Nam Bộ xuất thân từ nhạc cung đình Huế, nhưng mỗi loại nhạc đều có đặc thù riêng. Nhạc cung đình Huế chất chứa nét trang trọng của cung đình, nhưng lại lãng mạn hòa mình vào thiên nhiên. Có lẽ vì vậy, nhạc cung đình vừa hào hoa, vừa trang trọng đến nghiêm khắc, nhưng cũng vừa lã lướt, vừa lãng mạn đến ngọt ngào khi nó chào đất Nam Bộ. Còn nhạc tài tử Nam Bộ không phải là bản sao của nhạc cung đình Huế, mà trên nền tảng của nhạc cung đình Huế cải biên, mang đậm nét văn minh và văn hóa của học thuyết âm chương ngũ hành với ngũ cung. Vì thế, đờn ca tài tử mang tính đặc thù riêng của vùng đất Nam Bộ. Cho đến đầu thế kỷ 19, số lượng bài bản nhạc tài tử Nam Bộ rất đa dạng. Tuy nhiên, người ta thường nói đến 20 bản tổ do ông Ba Đợi đúc kết và được công nhận như tinh hoa của nhạc tài tử Nam Bộ. Nhạc cung đình Huế ở điệu thức Ai Như Nam Ai, giai điệu nghe buồn thẳng, bi lụy. Nam Xuân thì giai điệu mang mát, còn giữ một phần điệu Bắc. Khi vào Nam Bộ và được cải biên thành, bài Tứ Đại Cảnh khi vào Nam được đổi tên thành Tứ Đại Quán.
Có thể nói, nghệ thuật đờn ca tài tử đã kế thừa nhạc cung đình Huế, được nuôi trồng và nảy nở trên vùng đất mới, vùng đất Nam Bộ, làm cho nghệ thuật đờn ca tài tử mang một hình thức mới, một âm hưởng mới, phù hợp với người dân Nam Bộ. Vùng đất có những vị trí địa lý đặc thù đã nảy sinh nhiều dạng thức sinh hoạt đờn ca tài tử Nam Bộ. Cũng như ở Long An đã sản sinh nhiều nhạc sĩ đờn ca nổi tiếng như các nghệ nhân Ba Hằng, Hai Sủi, Tư Kỷ, Quang Quệ, Năm Chai. Còn có rất nhiều những nhạc sĩ đờn ca tài tử Long An mà tên tuổi lừng danh cả Nam Bộ vào những thập niên của thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Vì vậy có thể nói đờn ca tài tử Nam Bộ xuất hiện đầu tiên ở Long An và ăn sâu vào đời sống của người dân Long An. Hiện nay ở Long An có trên 200 câu lạc bộ tài tử như Cần Đước, Thủ Thừa, Bến Lức, Đức Huệ, Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Vân Vân. Các câu lạc bộ này hoạt động rất mạnh và thường xuyên. Có thể nói đờn ca tài tử đã mang lại cho người dân tài tử nói riêng và cộng đồng nói chung những giá trị thiết thực của cuộc sống. Đó là sự đáp ứng hàng loạt nhu cầu về tinh thần giao lưu học tập, tình cảm giải trí học tập trong thưởng thức nghệ thuật. Chính vì thỏa mãn được nhu cầu xã hội mà nghệ thuật đờn ca tài tử có sức sống hết sức bền bỉ và mạnh mẽ cho đến ngày nay. Nhạc cung đình Huế đến đờn ca tài tử Nam Bộ, tất cả đều là những sản phẩm tinh thần của một giai đoạn lịch sử. Nó sẽ trở thành tấm gương phản chiếu tâm hồn, tính cách của một dân tộc. Tuy nhiên, trong thời gian bùng nổ thông tin như hiện nay, mọi loại hình nghệ thuật đều phải chịu áp lực to lớn trong sự cạnh tranh khốc liệt của một thị trường giải trí đa sắc màu mang tính toàn cầu. Chúng ta phải biết tiếp nhận các giá trị nghệ thuật tiêu biểu của nhân loại, từ giá trị âm nhạc cổ điển lãng mạn của châu Âu đến các trào lưu âm nhạc hiện đại của khu vực và thế giới. Bên cạnh âm nhạc cổ truyền là các ca khúc mới được sáng tạo ra trên các nền của âm nhạc truyền thống. Một quy luật có tính phổ quát đó là các giá trị nghệ thuật chân chính không loại trừ nhau mà bổ sung để làm đẹp cho bức tranh văn hóa của nhân loại.